Mỹ Tâm chạm đến hào quang bằng một trái tim thật đẹp. Suốt hai thập kỷ vừa qua, Mỹ Tâm không chỉ là một ngôi sao bình thường mà còn là ngôi sao sáng, đẹp đẽ và được yêu thương. Dù trong thời điểm nào thì Mỹ Tâm vẫn làm việc, sống và cống hiến với một trái tim thật đẹp. Mỹ Tâm đã từng được đề cử hạng mục top 10 nhân vật truyền cảm hứng tại WeChoice Awards 2014 và đề cử album âm nhạc được yêu thích nhất tại WeChoice Awards 2017. Sở hữu giọng hát nội lực, dày, vang, khỏe, bắt mic, vừa kỹ thuật vừa cảm xúc, Mỹ Tâm chinh phục nhiều thế hệ khán giả trong suốt hai thập kỷ qua. Có thể nhìn ngay vào số lượng khán giả đã có mặt tại live show tri âm của Mỹ Tâm tại Mỹ Đình. Hơn 30.000 khán giả đã có mặt để xem Mỹ Tâm. Chính vì niềm tự hào ấy, người hâm mộ hãy bình chọn cho Mỹ Tâm tại cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ được mở vào ngày 18 tháng 12 năm 2023. Bộ phim tài liệu tri âm The Movie, người giữ thời gian ra mắt. Đây là bộ phim ghi lại hành trình 2 năm của Mỹ Tâm với live show tri âm. Xuyên suốt bộ phim, Mỹ Tâm chính là người dẫn dắt câu chuyện, đưa người xem đi từ vui vẻ, hồi hộp, lo lắng đến bùng nổ, thăng hoa và cuối cùng là cảm xúc hoài niệm. Bộ phim đạt kỷ lục doanh thu phòng vé dành cho một bộ phim tài liệu về âm nhạc. Mỹ Tâm còn là nghệ sĩ miệt mài với các hoạt động thiện nguyện. Năm 2008, Mỹ Tâm đã thành lập quỹ từ thiện Mỹ Tâm MT Foundation với mục đích hỗ trợ các trẻ em nghèo hiếu học. Sau 15 năm thành lập, quỹ MT Foundation đã trao tặng rất nhiều căn nhà tình thương, hàng ngàn suất học bổng cho những trẻ em nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn và nhiều đối tượng yếu thế khác. Toàn bộ kinh phí vận hành quỹ đều được trích từ lợi nhuận của công ty giải trí Mỹ Tâm. Trong những năm dịch bệnh, Mỹ Tâm âm thầm ủng hộ tỉnh Bắc Giang 300 triệu đồng cho công tác phòng chống COVID-19, Mỹ Tâm cũng giúp đỡ quê hương Đà Nẵng. Một Mỹ Tâm tỏa hào quang trên sân khấu và Mỹ Tâm tỏa sự thân thiện khi ôm chầm lấy những mảnh đời cơ cực, cả hai hình ảnh ấy đều xuất phát từ một nghệ sĩ có trái tim thật đẹp. Cho đi là sẽ nhận lại, một câu nói rất quen thuộc đúng không? Có những lời khuyên nên làm từ thiện nhiều để cuộc đời gặp may mắn hơn. Nhưng Tâm cho đi vì Tâm thích và Tâm cảm thấy muốn cho, sự cho đi khiến Tâm nhận được nhiều niềm vui hơn, Mỹ Tâm chia sẻ. Sự nghiệp nghệ thuật của Mỹ Tâm gắn liền với hành trình tử tế của nữ ca sĩ, thế nên mới hiểu lý do vì Mỹ Tâm luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động dù đã đạt được những thành công rực rỡ. Chỉ vài ngày nữa thôi, nữ ca sĩ cũng sẽ tổ chức live show riêng ở Hạ Long, đồng thời sẽ tiếp tục tỏa sáng trên Times Square, Mỹ trong chiến dịch Equal của Spotify. Tin rằng, hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm sẽ luôn bùng cháy và tràn đầy cảm xúc ở 2024. WeChoice Awards, giải thưởng thường niên do công ty cổ phần VC Corp tổ chức với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng đã quay trở lại với thông điệp mới, dám đam mê, dám rực rỡ. Khi chúng ta dám sống vì đam mê và dám cháy rực rỡ với khát vọng của mình, giấc mơ dẫu nhỏ bé hay lớn lao mới có thể trở thành hiện thực, biến cuộc đời này trở thành một vùng đất diệu kỳ. Cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ chính thức mở từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Hãy cùng chúng tôi kể những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau, về những con người tuy bình thường nhưng vẫn sống một cuộc đời thật trọn vẹn và rực rỡ.